Xin chào các bạn, trên màn đây là ổ cắm điện thông minh rạng đông có thể điều khiển bằng wifi. Nani? Trong video này cùng mình unbox và tìm hiểu xem cái ổ cắm điện thông minh của rạng đông nó có gì hay ho thú vị nha. Unbox nào. Thường các bạn biết đến rạng đông với những cái đồ liên quan đến đồ gia dụng này, camera giám sát bảo mật, hay là cái quen thuộc hơn cái phích nước rạng đông các bạn. Các bạn nhớ không? Ngày xưa phích nước rạng đông. Rạng đông có app riêng các bạn nhá. Đây này, có cả trên App Store và Google Play. Ổ cắm thông minh Smart Extension Socket Wi-Fi. Đây là một vài tính năng này: bảo vệ an toàn chống xung điện áp cao, xung sét, công tắc tích hợp relay chống quá tải 15A, tích hợp điều khiển từ xa qua Wi-Fi, công tắc Wi-Fi, dòng điện ổ cắm tối đa là 10A và công suất tối đa cắm có thể lên đến 2500W và có thể chịu nhiệt từ -10°C đến 45°C các bạn nha. Mặt trước này cũng đẹp nhỉ, cái màu này nhìn nó kiểu trẻ trung ấy. Đây các bạn, có mỗi thế này thôi, 250.000. Cái sợi dây to lắm các bạn nhá. Dây này, đây, rất to, chắc chắn. Công tắc này theo như shop có báo ấy là có thể bật tắt 100.000 lần. Các bạn dùng tẹt cũng chả hết đâu mà. Đây, cái smart socket wifi này, tắt bật wifi. Mình bật rồi nhá. Kết nối với một cái điện thoại, ứng dụng rạng đông smart, smart socket đúng không? Thiết bị điện này, smart socket. À đây đây, socket này. Từ. Ổ cắm wifi. Đây, ổ cắm wifi. Đang tìm kiếm thiết bị. Hơi mới các bạn, vẫn chưa tìm thấy. Sau một hồi mò mẫm, đọc cái hướng dẫn sử dụng này, mình mới biết được cách sử dụng các bạn ạ. Nên là các bạn nhớ đọc kỹ cái quyển sách sử dụng này nhá, quan trọng lắm đấy. Tại vì là cái chính ý, khi mà các bạn ấn vào cái phần ổ cắm điện đa năng này này, nó sẽ yêu cầu cái băng tần 2.4GHz chứ không phải là 5GHz nhá. Các bạn lưu ý, nếu như mình đang sử dụng băng tần 5GHz thì đổi xuống 2.4 nhá. Mãi mới được. Chúng ta cùng khám phá các tính năng này. Đầu tiên, vào phần này đi. Chúng ta có thể là on off ổ điện. Hiện tại bây giờ đang mở đúng không? Mình tắt thử này. Đó. Cái giao diện sẽ tối hơn và cái công tắc này nó sẽ kêu tách của phát. Các bạn nghe kỹ nhá. Mình để cái mic đây cho các bạn nghe thử. Mở. Tắt. Khi mà tắt thì cái đèn này vẫn sáng các bạn ạ. Cái tính năng thứ hai là thời gian hẹn giờ tắt mở. Đây, mình sẽ thêm một cái lịch này. Hiện tại bây giờ đang mở đúng không? Check lại. Bây giờ đang mở này, đang on này. Thêm một cái lịch mở vào 50 đi. Các bạn có thể chọn cái thời gian tắt mở cũng như là cái khung thời có biểu ở đây. Thử nhá. 50 rồi. À, mình đang chuyển là cái on, nó đang on rồi, mình phải chuyển sang off chứ, đúng không? Rồi, để 51 đi. Đấy, được rồi. Nó chênh cái đồng hồ trên này của mình tầm khoảng 3 đến 4 giây. Sang phần hẹn giờ. Đây, cái countdown này. Hiện tại bây giờ mình đang mở đúng không? Mình có thể hẹn giờ cái thời gian bật tắt ở đây. Cắm một ổ sạc trước đi, để các bạn nhìn dễ nhận biết nhá. Mình đang sạc một cái điện thoại ở đây rồi nhá. Thử hẹn giờ này, bây giờ đang sạc. Hẹn giờ tầm khoảng 1 phút, điện thoại sẽ tự tắt. Nhưng có một cái điều nhá, ba cái ổ sạc này nó sẽ không hoạt động riêng lẻ đâu, mà sẽ hoạt động chung với nhau. Nên các bạn lưu ý, khi mà các bạn cắm nhiều thiết bị điện cùng một lúc mà muốn tắt một cái nào đó ấy, sẽ không làm được. 2, 1. Đấy, sau 1 phút này tự tắt luôn, không còn sạc nhá. Chuyển sang tính năng tiếp theo, phần kịch bản thông minh này. Thay vì các bạn hẹn giờ để các bạn tắt, thì các bạn có thể là chạm một nút để tắt. Đây, chạm để chạy này. Ấn vào đây, mình sẽ set up một vài cái thời gian để tắt này. Thiết bị vận hành. Switch đầu tiên đang on đúng không? On này. Đếm thời gian tắt. Các bạn có thể là vuốt ở đoạn này nhá, hoặc đếm cái thời gian theo từng giây như này. Đây, mình cho tầm khoảng 5 giây đi, cho dễ.
và chuyển sang đây là ọp. Tiếp theo, các bạn có thể thay đổi tên ở đây nha. Ví dụ là điện thoại đi. Hello. Thử nhá. On. Đây, mở. Sau 5 giây. Off. Đấy, hay chưa? Ở trên cái ổ cắm thông minh này nó không có quá nhiều tính năng đâu. Nó chỉ liên quan đến cái giữ an toàn cho các bạn thôi. Kể cả sấm chớp đánh vào chẳng hạn thì cái ổ cắm này nó hoàn toàn là chịu được và có tự động ngắt kết nối nhá. Nên là sẽ không ảnh hưởng đến thiết bị điện tử nhà mình. Được cái dây này to ấy thì chịu tải cực kỳ tốt các bạn ạ. 2500W chịu tải cực kỳ tốt luôn. Còn về độ bền thì cứng nhá, rất chắc. Mình chuyển ra đây đã. Nhẹ, không nặng đâu, rất nhẹ. Tổng kết lại, sau cái thời gian mình có trải nghiệm cái ổ cắm điện thông minh dạng đông này có kết nối wifi sẽ có các ưu điểm như nào? Một là về cái dây điện này chịu tải tốt này, cái build chắc chắn, nhựa này nó nhẹ nhưng mà khá là chắc chắn nhá. Cái thứ hai, có điều khiển qua wifi rất là tiện lợi dành cho những bạn nào mà cần ra ngoài gấp nhưng mà không kịp để nồi canh hay là kịp để điện thoại chẳng hạn. Đấy, kiểu thế. Còn về nhược điểm thì sao? Nhược điểm mình thấy chỉ có mỗi cái switch này thôi, ba cái switch này đang hoạt động cùng một lúc với nhau chứ không phải là hoạt động độc lập. Nên là khi mà các bạn hẹn giờ một phát tắt là cả ba cùng tắt chứ không phải là cái nào tắt riêng lẻ. Còn vẫn tiếp tục là cái chương trình giveaway cho các bạn thôi. Mình sẽ giveaway cái ổ cắm điện thông minh loại đông này cho bạn nào may mắn bằng cách các bạn ấn like video, chia sẻ video này dưới dạng công khai trên Facebook cũng như là đăng ký kênh. Và nhớ điền cho mình cái form giveaway mình có để ở cái phần mô tả video cũng như là bình luận ghim cho các bạn. Rất mong các bạn ủng hộ cái series vlog săn sale và đánh giá của chúng mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.